Là bây giờ mình sẽ đổi tên là HR Rưu Tổng nha các bạn. Ok, đấy. Xin trân trọng giới thiệu với anh em và toàn thể các cô bác, bà cố hay là ai đó đang ngồi xem video ngày hôm nay của tôi, thì tôi xin trân trọng giới thiệu rằng tôi là Ruby TG. Ngày hôm nay tôi chính thức là thành viên của quân đoàn Hẻo Tim. Ok, hello, xin chào tất cả bạn và chào tất cả bạn đến với YouTube mình. Thì mình lại là Ruby đây, và vợ là mình và mãi là mình, với là cưới của mình mà. Thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại với video về Fifi. Và các bạn biết đấy, thì lần trước là mình đã hỏi các bạn một câu hỏi là tên thật của mình là gì đấy. Đây là những đáp án đúng và mình là biến nói cái kết quả các bạn ơi. Tại vì tôi cũng có nhớ kết quả đâu. Nói chứ thì đây là năm bạn đã trả lời đúng câu hỏi ngày hôm nay. Và xin chúc mừng năm bạn này, sẽ mỗi bạn là sẽ nhận được phần hưởng là 500 kim cương nha anh em ơi. Đấy, và anh em cũng nhớ là xem hết video từ đầu tới cuối để có thể nhận được câu hỏi và trả lời câu hỏi để nhận kim cương nè. Có thể là các anh em sẽ lấy những cái gift card Fifi, các bạn sẽ nhận được bộ đồ vĩnh viễn các bạn này. Gift card 300 mấy kim cương hoặc là 500 mấy kim cương đấy chẳng hạn. Một vài gift card thì mình sẽ cho hành là 100 người có thể sử dụng được, và những gift card còn lại thì là chỉ một người sử dụng được thôi. Và anh em hãy nhớ là xem video xong hãy nhớ bấm gift code để nhận quà nhanh, cực kỳ nhanh nha, chứ không làm mất quà đó mấy anh em ơi. Đó, thì hôm và trước khi bắt đầu video thì anh em cũng đừng quên là tham gia vào group Ruby Family của mình, và theo dõi vào Facebook Nguyễn Châu Kim Quỳnh của mình, và like nhớ là fanpage của mình nha anh em, fanpage của mình là Ruby. Đấy, dạo này mình hơi bận, tới đây mình không thể nào mà livestream Fifa cho anh em xem được. Mình hứa với anh em luôn là ngày mai thì mình sẽ livestream đầy đủ lại nha anh em nè. Thì còn bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại với video ngày hôm nay. Ai nghe thấy không? Là bây giờ là mình đang trong ạc của anh Mr. Vịt. Và các bạn cũng biết đấy, lần trước là video hôm hởm ấy, là mình đã có bảo với anh em là mình đã rời quân đoàn và mình đã chuẩn bị là giải tán quân đoàn rồi đấy. Và mình sẽ quyết định là vào một cái quân đoàn mới, thì anh em cũng có bảo mình là chị vào quân đoàn Hero đi đấy. Anh em đã đoán trước được tương lai là mình chắc chắn là mình sẽ vào quân đoàn Hero rồi đấy. Và từ bây giờ là kể từ về sau là mình sẽ là người quản lý của quân đoàn Hero luôn nha các bạn ơi. Và anh em mấy bạn nào mà đang trong là thành viên ở trong quân đoàn Hero này, và bắt đầu từ về sau là mình sẽ là người quản lý và sẽ là chỉ huy quân đoàn của quân đoàn Hero này. Và mình sẽ điểm danh, và các danh sách của các bạn sẽ có thể là cày điểm quân đoàn nè, hay là mở giải cho anh em cùng chơi. Và tất nhiên là mình sẽ tạo một cái podcast cho quân đoàn Hero để và cho anh em cùng giao lưu, và mình sẽ thông báo những vấn đề về quân đoàn hay là bla bla các thứ. Và trong quân đoàn này bây giờ mình vẫn chưa vào nha, mình đang trong ạc của anh Dịch để mình có thể là sẽ để add mình vào như các bạn ấy. Và mình sẽ nhờ CEO đưa mình làm chỉ huy, là mình sẽ quản lý quân đoàn Hero này các bạn đấy. Mình sẽ làm cho nó cực kỳ mới tanh luôn đấy. Và các bạn có những vài bạn, và mình sẽ test những bài bạn trong đây để xem là mấy bạn này sẽ như thế nào đấy. Mình sẽ xem bạn mấy bạn này sẽ như thế nào, và mình có thể là các bạn sẽ được ở lại là đi ra hoặc là như thế nào, tại vì mình không biết là mấy bạn này có đưa quân đoàn đầy đủ hay không. Nếu mà mấy bạn này không đưa quân đoàn đầy đủ thì là mình sẽ phải kích ra mấy bộ, mình sẽ kích ra, mình sẽ tuyển thêm và tuyển thành viên mới trong quân đoàn Hero nha anh em ơi. Đấy, và mình sẽ quyết định là tuyển thành viên mới trong quân đoàn Hero hoặc là mình sẽ kích hết. Nhưng mà không đâu, mình thấy vài người nha có kỹ năng, mình sẽ để lại những người có kỹ năng ở trong quân đoàn Hero lại nha anh em ơi. Đấy, và nếu mà có tương lai một cái gì đó thì mình sẽ tạo thêm, tại vì bây giờ mình là chỉ huy trong Fifa của quân đoàn Hero Team rồi, mình sẽ tạo là quân đoàn HR2 đấy, và cái quân đoàn sẽ là HR1 nếu là anh em có kỹ năng và đông ấy. Và bây giờ là chúng ta, bây giờ mình phải từ từ, mình hết tiền các bạn, mình hết tiền, mình làm gì mà có tiền đổi tên các bạn, nên là mình sẽ quyết định là tôi sẽ vào cái đây rồi tôi sẽ tặng cái này cho tươi. Anh Vịt có kim cương, còn tôi thì có cái nịch đó. Ok, Ru Tổng nè, chúc mừng em đã vào quân đoàn anh ấy. Ok, tặng cho Ru ấy. Ủa mà cái này là cái gì ta? Cái này là lề hời hoàng kim là gì ta? Để mình tặng cho mình thử xem, tại vì mình đang rảnh mà các bạn ấy. Hi, ok, để mình tặng thử. Ok, bây giờ mình sẽ vào quân đoàn đây, vào quân đoàn Hero Team này. Mình sẽ mời mình vào, ok, Ru Tổng. Đây rồi, ok, mình sẽ mời Ru Tổng vào này. Lời mời quân đoàn, ok. Ủa, lỗi, đã mời, ok, mình đã mời rồi. Đây, thành bản thân, anh Dịch gì kỳ quá, không đặt mình là bản thân thì là hơi kỳ rồi các bạn. Ok, mình sẽ lời mời quân đoàn này. Đấy, ok, bây giờ là mình sẽ đi qua ạc mình nha các bạn ơi. Đây, và trước kia mình đã trở lại và ạc của mình rồi đấy không. Anh Mr. Vịt là một người rất chi là đàn ông các bạn đấy. Anh Mr. Vịt còn tặng cho mình, mới vô là mình đã thấy quà tặng rồi. Cảm động.
ảo tưởng tiếp đi. Ok, cái này là cái gì ta, mình cũng biết nè. Chúc mừng em đã vào quân đội anh. Cảm động quá trời luôn. Thôi tự mình tự làm mình tự chơi các bạn ơi. Ủa cái gì đây? Ủa sao tặng nhiều vậy? Ủa? Ủa tôi tặng có một lần mà ta sao tôi lấy được nhiều cái vậy? What the hell? Ok anh em ơi, thì hôm nay mình sẽ đưa cho anh em một cái câu hỏi là: nếu bạn chỉ có một que diêm và bước vào căn phòng tối có đèn dầu, một số đồ gỗ và một tờ báo, bạn sẽ hấp cái gì trước? Đấy, khi mà anh em trả lời câu hỏi này hãy nhớ để lại idea và kèm theo đáp án bên dưới nha. Và video sau thì mình sẽ công bố kết quả ai là người trả lời đúng trong cái câu hỏi này. Và phần thưởng sẽ là 700 kim cương như thường lệ nha anh em ơi. Ủa mấy bạn ấy, mấy bạn thấy tôi tặng có một lần mà sao tôi nhận được quá trời luôn nè các bạn. Phải cái nồi luôn. Từ từ, lời mời vào quân đoàn nè. À ok, đây là lời mời vào quân đoàn Hero Team này. Ok, mình nè. Ok, mình đã gia nhập vào quân đoàn Hero Team rồi các bạn thấy không? Đấy, nhưng mà mình vẫn là một thành viên không biết chứ. Không sao, từ từ tôi sẽ đi. Ơ sao tôi lại có cái sao trên đây vậy? À, hình như là cái này. À, tôi với anh Dịch sẽ được làm một cái gì đó. Ok, tôi với anh Dịch nè. Đây là tôi hiểu rồi. Tôi với anh Dịch có thể là sẽ được làm cái gì đó. Xíu nữa tôi sẽ đi qua ạc của anh Dịch và tôi sẽ ngồi tôi làm cái đó các bạn ơi. Đấy, xíu nữa tôi sẽ đi qua ạc Dịch. Tôi sẽ với anh Dịch sẽ là một người BFF chân chân chính chính hiệu. Đấy, đi tìm Diễm ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đổi tên đi các bạn. Ok, bây giờ mình đã vào quân đội thì mình sẽ đổi tên nha. Đây, mình đã lấy sẵn một cái tên. Là bây giờ mình sẽ đổi tên là HR Rưu Tổng nha các bạn. Ok, đấy. Xin trân trọng giới thiệu với anh em và toàn thể các cô bác, bà cố hay là ai đó đang ngồi xem video ngày hôm nay của tôi, thì tôi xin trân trọng giới thiệu rằng tôi là Ruby TG. Ngày hôm nay tôi chính thức là thành viên của quân đoàn Hẻo Tim. À không, nói đùa với anh em chứ Hero Team. Đấy, và tôi từ nay sẽ là quản lý của quân đoàn Hero Team. Và bắt đầu từ ngày mai là mình sẽ làm, mình sẽ quyết định là mình sẽ đi tuyển các thành viên của dành cho vào quân đoàn Hero Team là quân đoàn của mình. À, mình sẽ tuyển những bạn có kỹ năng nha anh em ơi. Đấy, solo hắn tôi được vậy không? Solo hắn tôi được. Vậy thôi đơn giản. Vậy thôi đơn giản các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là mấy bạn bắn chắc cũng pro lắm rồi. Đấy, bắn là chắc cũng nó vãi cả nồi lắm rồi các bạn. Thì chắc bây giờ mình cũng xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Và anh em nếu anh em thấy video này hay, nhớ like, share, subscribe và nhớ cái chuông nhỏ để nhận thông tin từ kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì bye, hẹn gặp lại video mới nha.